đón Yumi ở TCI lần này là một hành trình gian nan hơn lần trước. Mặc dù phải chuyển từ sinh thường sang mổ đẻ, nhưng mọi cảm giác của hai vợ chồng giờ đây chỉ còn gói gọn trong hai từ hạnh phúc. Mình cứ ngỡ lần một sinh thường dễ dàng thì lần hai đón bé cũng y chang. Thêm vào đó, qua quá trình thăm khám, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn. Bác sĩ cho theo dõi đẻ thường cho nên hai vợ chồng rất là yên tâm. Thế nhưng, việc sinh nở không phải lần nào cũng như lần nào và cũng không ai biết trước được chữ ngờ. Quỳnh có cơn đau từ đêm, kéo dài đến chiều muộn hôm sau. Dù cho các bác sĩ TCI đã nỗ lực sử dụng các biện pháp hỗ trợ sinh thường, kiểm tra liên tục, nhưng cổ tử cung vẫn mở rất chậm, không đủ để đưa bé ra ngoài. Vì sự an toàn của hai mẹ con, đến phút cuối các bác sĩ quyết định chuyển mổ. Phúc nghe chỉ định chuyển mổ là trời, có chút run bắn người mọi người ạ. Nhưng mà mình cũng phải trấn tĩnh lại ngay để làm chỗ dựa vững chắc cho Quỳnh. Các bác sĩ TCI rất chuyên nghiệp. Chỉ ít phút sau khi vào phòng mổ, Yumi đã cất tiếng khóc chào đời với cân nặng khoảng 3 cân 1. Nghe thông báo mà toàn bộ tâm trí mình bỗng nhẹ nhõm vô cùng. Phút được gặp con lần đầu tiên, trộm vía, ánh mắt tròn xoe của cô công chúa thực sự cuốn chúng mình vào hạnh phúc, an vui mọi người ạ. Thật không thể tin được, bình rượu mơ của gia đình lại trộm vía đáng yêu như vậy. Cảm ơn ekip bác sĩ TCI đã nỗ lực hết mình, chuyển mổ kịp thời cho hai mẹ con. Cảm ơn vợ yêu Diễm Quỳnh đã sinh ra một cô công chúa hết nước chấm. Trải qua một lần sinh thường, một lần sinh mổ tại đây, vợ chồng mình thực sự yên tâm. Khoa phụ sản Thu Cúc TCI là chân ái. Cho